Dạ, cảm ơn anh Thành Phúc, đơn vị Thành Phố Biên Hòa rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, để theo nguyện vọng của anh Ba Phương, cũng xin giới thiệu với tất cả các quý cô chú, quý anh chị. Anh Ba Phương trước đây là trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Long Thành. Và hiện giờ, tức là cái câu lạc bộ này đơn ca tài tử cải lương của Long Thành ra đời là thời đó là có anh Ba Phương trong đó. Và ngày dỗ tổ hôm nay, anh Ba Phương muốn nghe cái bà chủ tịch câu lạc bộ hát một miếng. Thành ra có gì các anh chị chịu khó chờ tí phải không? Vậy xin mời bà chủ tịch câu lạc bộ đơn ca tài tử cải lương Long Thành, Linh Phụng. Rồi, hôm nay chủ tịch cho hết làm chủ nhiệm luôn rồi. Linh Phụng xin lỗi các bạn nghe không? Theo lời yêu cầu của lãnh đạo Linh Phụng thì Linh Phụng xin phép hát hai câu thôi, rồi sẽ trả chương trình về để mời tất cả các bạn cùng tham gia. Và theo lời yêu cầu thì Linh Phụng xin hát hai câu thôi, hai câu dùng cổ 3 qua 4 trích trong vở cải lương Tìm Lại Cuộc Đời. Mình ơi, mình hãy nghe em nói xong rồi mình hãy ra tay bắt dập em cho thỏa lòng. Đành rằng em có lỗi với mình, nhưng xin mình hãy nghĩ lại mà thương em. Mình ơi, ngài được tin đơn dĩ mình bao từ, em định vòng con thơ về xưa, nhưng quê mẹ là vùng giải phóng, còn anh thì mang danh lên quê phan tông đường. Xin cảm ơn.